gian vừa qua, công tác đào tạo nghề đã có những thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế. Không phải đào tạo theo những gì mình có, mà đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp hay theo nhu cầu của doanh nghiệp. Một trong những hình thức mà gần đây các cơ sở đào tạo nghề thực hiện là đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế để bắt kịp với xu thế hội nhập. Thực tế cho thấy, đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế đã nâng cao chất lượng đào tạo, mặt khác sẽ tăng lợi thế cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Đây là lớp học chế biến món ăn theo tiêu chuẩn quốc tế, mà cụ thể là chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cách giảng dạy mới là lấy sinh viên làm trung tâm. Sinh viên sẽ chủ động tìm tòi nghiên cứu theo nhiều kênh thông tin. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn, khơi dậy sự sáng tạo của sinh viên. Chương trình này, học sinh sẽ tự trau dồi kiến thức của mình với tỷ lệ 60% thời gian học thực hành, 40% thời gian học lý thuyết, nên kỹ năng nghề của sinh viên được nâng lên rất nhiều. Lúc đầu thì học sinh là khá là bỡ ngỡ. Các em rất khó khăn trong cái tiếp cận thông tin và cái cách học. Nhưng mà qua một thời gian rèn luyện thì giờ đã đến bắt đầu vào năm thứ hai. Thì dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, các em đã dần làm quen và đến giờ này thì các em đã tiếp cận được cái chương trình chuyển giao về của Đức. Và với cái khả năng của các em thì sự sáng tạo rất là tốt, và đặc biệt nữa là các em có cái sự nhanh nhạy của tuổi trẻ. Để đủ tiêu chuẩn đứng lớp chuyển giao, theo yêu cầu của đối tác, giảng viên Vương Hồng Điệp đã được sang Đức tập huấn về phương pháp, kỹ năng giảng dạy trong 4 tháng. Ban đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ với phương pháp mới, nhưng với sự chuyển giao tận tình từ phía bạn, mà đến nay, giảng viên Vương Hồng Điệp cùng với các thầy cô khác đã có thể dạy cho sinh viên theo phương pháp vừa học vừa làm, truyền cảm hứng sáng tạo cho sinh viên. Cũng như 15 bạn khác trong lớp, sinh viên Nguyễn Thu Hiền rất hứng thú với cách học mới. Tuy mới bước sang năm thứ 2, nhưng em và các bạn có thể chế biến được những món ăn khá phức tạp theo phong cách châu Âu hoặc châu Á. Khi mà bọn em được học dưới chương trình của chuyên gia quốc tế thì bọn em được cảm nhận được thấy cái sự chuyên nghiệp, tận tâm mà vô cùng kỹ lưỡng khi giảng dạy của các thầy cô giáo cùng nhà trường. Kiến thức của bọn em được truyền đạt rất là đa dạng và phong phú, và thầy cô luôn khuyến khích bọn em là tự đi tìm tòi kiến thức để biến nó thành của chính mình. Các sinh viên đang học môn ứng xử giao tiếp và bán hàng theo phương pháp chuyển giao từ Đức. Theo giảng viên Nguyễn Thủy Ngân, trước đây môn học này chia thành 3 môn khác nhau là môn lý thuyết nghiệp vụ lễ tân, thực hành nghiệp vụ lễ tân, cũng như môn ứng xử và giao tiếp riêng. Nhưng cách học mới thì cách tiếp cận môn học lại khác. Đó là sự tổng hòa. Ở trong đó, sinh viên sẽ học những kỹ năng liên quan đến ứng xử, giao tiếp và bán hàng. Đồng thời sẽ học những kỹ năng liên quan đến lễ tân. Mỗi năm, môn học sẽ nâng dần độ khó. Hiện tại thì đây là năm cái khóa đào tạo đầu tiên của trường chúng tôi. Vì thế nên chắc cũng phải còn thêm thời gian để đánh giá được kết quả của cái khóa học. Tuy nhiên trải qua một năm học thì tôi cảm thấy là so với cái chương trình cũ thì các em có một cách tiếp cận với thực tế nhiều hơn, vì các em có thời lượng thực hành nhiều hơn, cũng như là với một cái sĩ số lớp nhỏ hơn so với những lớp chính quy bình thường, nên là cái khả năng để giáo viên có thể truyền đạt đến các em cũng sẽ rất tốt hơn so với cả những cái lớp của sĩ số đông. Khi mà được học thực hành nhiều như thế này thì chúng em cảm thấy rất là vui, bởi vì có thể có cơ hội được vận dụng những kiến thức mình học ở trên lớp vào thực tiễn. Lúc đầu thì cảm thấy hơi áp lực, nhưng vì sau thì cũng thấy quen và cũng cảm thấy nâng cao được trình độ của mình hơn. Đây là một cơ hội rất lớn của chúng em để tiến xa hơn trong công việc về mặt lĩnh vực quản trị nhà hàng khách sạn. Theo quy định phía bên Đức, mỗi lớp không quá 16 sinh viên. Như vậy, hai lớp của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gồm 32 sinh viên. Vì thế mà các giảng viên theo sát sinh viên hơn. Để các sinh viên sớm được trải nghiệm tại những nơi làm việc chuyên nghiệp, nhà trường đã liên hệ với nhà hàng, khách sạn lớn trên địa bàn Hà Nội để gửi sinh viên đến thực tập. Trong đó có khách sạn 5 sao Sheraton Hà Nội. Gần 2 tháng thực tập, số sinh viên này đã phần nào đáp ứng được công việc thực tế tại đây. Đối với 30 sinh viên của trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, theo dự án của bên Đức tài trợ, thì với những quan sát của tôi và ban quản lý của khách sạn, các bạn sinh viên này rất năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, và các bạn cũng đã thích nghi với môi trường làm việc 5 sao quốc tế của chúng tôi rất là nhanh. Trong thời gian các bạn thực tập ở đây, thì đội ngũ ban quản lý của khách sạn đã chủ động thiết kế một chương trình đào tạo rất kiện toàn để giúp các bạn được nhiều giờ thực tập trên các tiêu chuẩn cao nhất mà chúng tôi có được. Chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng các em rất tự tin
và chịu khó học hỏi, đáp ứng được một phần cái nhu cầu công việc. Qua cái thời gian vừa rồi thì tôi đánh giá là các em học sinh, sinh viên thì họ rất là chăm chỉ. Chính vì thế cho nên họ đã đạt được những cái thành công nhất định trong nghề nghiệp. Đối với chương trình chuyển giao của Đức cho trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, đây là một chương trình rất phù hợp. 8 giảng viên được sang bên Đức đào tạo. Từ đó, tay nghề các giáo viên được nâng lên, sinh viên được trau dồi kỹ năng thực tế, sát với công việc sau này. Tuy nhiên, đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế ở trường cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề kinh phí đào tạo. Liên quan đến cơ sở vật chất, xưởng thực hành và trang thiết bị đối với cái chuẩn bị cho những lớp như này là đòi hỏi rất là lớn. Ví dụ như đối với ngành kỹ thuật chế biến món ăn của chúng tôi thì cái thời lượng học rất là nặng so với cái chương trình đào tạo tại Việt Nam, bởi thời lượng của Đức trong một tuần thì các em phải học 5 ngày trong một tuần. Còn đối với chương trình Việt Nam thì chúng ta học là theo lý thuyết tương đối nhiều và dành thực hành ít. Chính vì thế mà để theo chương trình của Đức ấy, thì chúng ta cần phải rất nhiều kinh phí tổ chức thực hiện liên quan đến nguyên liệu tổ chức thực hành và các trường thực hành. Cũng thực hiện chuyển giao đào tạo từ Đức, khoa công nghệ ô tô của trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp được đầu tư một xưởng thực hành với những chiếc xe mới như ngoài thực tế. Trang thiết bị giảng dạy đồng bộ, lớp học không quá 16 sinh viên nhưng có tới 4 giáo viên. Các sinh viên được học, thực hành ngay trên xe nên cả thầy và trò rất hứng khởi. Rất khác so với trước đây, sinh viên chỉ được học trên mô hình. Trong quá trình học tập, sinh viên còn đi thực tế ngay tại doanh nghiệp, không như trước là đến cuối khóa mới được đi thực tế. Chính vì thế mà sinh viên không bị bỡ ngỡ. Bọn em được áp dụng nhiều những cái công nghệ hiện đại tiên tiến của khoa. Cái khó của cái này là bọn cháu phải tự học, tự tìm hiểu. Theo chương trình này em cảm thấy rất là tốt. Các thầy giáo có kỹ năng tốt để giảng dạy lại cho các em. Lý thuyết bọn em học 40% và 60% là bọn em thực hành. Ngoài ra bọn em được đi thực tập tại các doanh nghiệp. 4 thầy giáo mà thực hiện cái việc giảng dạy trong cái lớp đào tạo thí điểm này thì được đào tạo bên Đức trong thời gian gần 5 tháng và hoàn thành tốt các cái bài học cũng như là các cái bài đánh giá của phía chuyên gia Đức và đạt được những cái chứng chỉ cần thiết để có thể giảng dạy theo đúng chuẩn của Đức. Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên thường xuyên phải trao đổi, báo cáo với các chuyên gia Đức để họ nắm bắt được tiến độ cũng như cách thức, phương pháp giảng dạy. Vì vậy mà họ có thể cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, cùng nhau hoàn thiện các bài học, môn học một cách tốt nhất. Trước đó, trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp đã liên kết đào tạo với một trường nghề bên Úc cho 18 sinh viên môn điện tử, điện lạnh. Thời gian đào tạo 3 năm rưỡi. Đầu năm 2020, các học viên tốt nghiệp với 2 tấm bằng, một của trường liên kết, một của trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp và các em có việc làm ngay. Trong đó, học viên Nguyễn Văn Quang là học viên xuất sắc của lớp. Ra trường, em được vào làm tại công ty Compo Việt Nam. Hiện nay, em đã là phó phòng kỹ thuật với mức lương hơn 10 triệu đồng một tháng. Chương trình đào tạo mà gần như hầu hết 100% bằng tiếng Anh. Nhưng mà được các thầy cô bên Việt Nam mình trực tiếp training cho mình giảng dạy mình bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt, nhưng mà gần như tiếp xúc rất là dễ dàng. Sinh viên đã về đây làm việc thì có 8 bạn sinh viên ở lớp được đào tạo liên kết với Úc. Thì là 8 bạn rất là xuất sắc, được quản lý đánh giá rất cao về các cái kỹ năng tay nghề cũng giống như là kỹ năng về ngoại ngữ. Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp đang thực hiện đào tạo 7 lớp theo chương trình chuẩn quốc tế. Cụ thể, trường đang giảng dạy 4 lớp theo chương trình của Pháp, 1 lớp theo chương trình của Úc và 2 lớp theo chương trình của Đức. Chúng tôi tiếp tục đào tạo các lớp sinh viên khóa sau theo cái chương trình chất lượng cao này. Thế và cái khó khăn mà chúng tôi đang vấp phải là cái nguồn kinh phí để mà đào tạo ra được các em chuẩn theo chương trình quốc tế thì nó cần phải có những cái sự đầu tư về trang thiết bị vật tư và chi tiền lương cho giáo viên và các khoản mục nó cũng cao hơn so với cái đào tạo các em sinh viên bình thường. Với 1.056 học viên, 22 nghề trọng điểm,
45 trường đang tham gia giảng dạy theo tiêu chuẩn Đức qua hơn 1 năm thực hiện hợp tác đã cho thấy ưu điểm rõ rệt của loại hình đào tạo này. Cả người học và người dạy đều rất hứng khởi với công việc của mình. Do vậy, chất lượng đào tạo nghề được nâng cao, sinh viên có kỹ năng và ngoại ngữ. Đây là lợi thế không nhỏ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp theo hướng đào tạo nghề tiêu chuẩn quốc tế.